Xin chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại dòng sông Cầu, bên trên là cây cầu Như Nguyệt. Đây là dòng sông là ranh giới giữa hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Vì sao chúng ta có mặt tại đây? Thưa các bạn, đêm hôm qua thì tôi đã được cả tôi và vợ tôi cùng trải nghiệm một giấc mơ, đó là nhìn thấy rất nhiều hoa đăng, nhìn thấy rất nhiều thực phẩm, rất nhiều cháo rồi muối rồi gạo rồi hoa quả trôi ở trên sông rất là nhiều, và các vong linh tập trung ở dọc con sông này, ở dưới lòng sông, tập trung ở dọc con sông đáy này và sông Cầu, dọc con sông Cầu này và Thụ Lộc. Và cái mong muốn của họ đó là hai tỉnh cùng tập trung vào một con sông này, và họ muốn được thụ lộc trên dòng sông. Họ không muốn tập trung ở trên khu dân cư để rồi ảnh hưởng đến người trần vì cái âm khí nó rất là nặng. Cho nên là họ đã báo cái mộng, cái giấc mơ đấy cho cả tôi và vợ tôi. Cả hai đều tỉnh dậy và cùng kể cho nhau nghe cái giấc mơ đó. Và nó chỉ khác nhau một vài chi tiết mà thôi. Còn lại cái hình ảnh dòng sông thì nó vẫn là như thế. Vậy và đáng lẽ hôm nay tôi làm ở Lạng Sơn, nhưng mà vì cái giấc mơ đó cho nên tôi đã nghĩ đến cái sông Cầu này, và tôi nghĩ đến cái cây cầu Như Nguyệt này. Và hôm nay chúng ta đến đây để đón rước tất cả các vong linh của cả hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh để họ thiết tiệc họ ở đây. Chúng ta sẽ thả những cái cốc nến, trong đó có cháo, trong đó có muối, trong đó có gạo, thả các cái cốc hoa đăng để rồi họ thiết tiệc ở dòng sông này, rồi cùng đưa rước họ lên thiên. Đây là một cái điều tôi cũng rất là ngạc nhiên, tôi cũng thấy rất là ngạc nhiên. Nhưng mà họ muốn như thế, đó là tâm họ muốn như thế. Họ muốn tập trung nhau lại ở con sông này. Họ muốn họ tập trung ở dọc con sông, tức là ở trên mặt nước. Chứ không, họ không muốn ở trên bờ hay là ở trên phía nhà dân. Vì họ biết được cái âm khí của họ như thế nó sẽ ảnh hưởng đến người dân rất là lớn. Và tôi đang nhờ một con thuyền đó để chúng ta ra đó để múc cháo, sau đó chúng ta sẽ thả cháo và gạo, chúng ta sẽ thả xuống dưới dòng sông này. Đây là một cái hình ảnh rất là đẹp, tôi thấy nó rất là hoan hỉ và nó cũng rất là hợp ý với các vong linh của cả hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Chúng ta chờ một chút. Thưa các bạn, chúng ta đã có mặt trên con thuyền này. Rất là may mắn có sự hỗ trợ của anh chị vợ chồng, anh chị chủ thuyền để giúp chúng ta làm cái việc tâm đức cho đất nước. Rất là may mắn cho chúng ta. Và bây giờ thì vợ chồng thầy trò đang chuẩn bị để đơm cháo, múc gạo ra những cái bát hoa đăng để chúng ta đốt cả nến và sẽ thả xuống. Lúc đó thì trước khi thả thì tôi sẽ triệu tập tất cả các vong linh của cả hai tỉnh tập trung ở tại con sông này, mặt nước, ở trên mặt nước. Họ sẽ dự tiệc trên mặt nước và ở nơi này sẽ là xuất phát điểm cho họ lên chuyến tàu, lên thiên để chuyển kiếp đầu thai. Chúng ta cùng nhau chuẩn bị. Thưa các bạn, âm thanh của cây tích trượng nó đang vang vọng ở trên toàn tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Đây là tiếng kêu gọi dẫn độ các vong linh của cả hai tỉnh tập trung về phía sông Cầu ở đây. Và lát nữa chúng ta sẽ lệnh cho thiên binh thiên tướng, và ở đây có Hoàng Hoa Thám lát nữa sẽ hỗ trợ cho chúng ta để quy tụ tất cả các vong linh của cả hai tỉnh để tập trung trên con sông Cầu này. Rất may mắn cho chúng ta là chúng ta có sự hỗ trợ của anh chị chủ thuyền. Rất là may. Thưa các bạn, trong cái đầu của tôi và cái lộ trình của chúng ta thì chúng ta sẽ phải làm việc ở hoặc là ở các chùa hoặc là ở một nghĩa trang lớn nào đó. Khi mà có một cái cần phải làm ở nghĩa trang thì chúng ta sẽ làm ở nghĩa trang. Tôi không nghĩ được rằng chúng ta sẽ làm trên mặt nước như thế này. Và đêm hôm qua thực sự nó là một cái giấc mơ và cái sự báo trước rất là kỳ diệu khi cả hai vợ chồng tôi cùng mơ một giấc mơ và cùng mơ trên một dòng sông. Nó chỉ có một vài chi tiết là khác nhau mà thôi.
Được rồi, được rồi. Thưa các bạn, chúng ta đang chuẩn bị cho một bữa tiệc. Tiệc ở đây nó cũng chỉ có gạo muối mà thôi. Tại vì hôm nay cháo và gà cháo và gạo muối, vì chúng ta làm trên dòng sông này cho nên không thể sắp sửa được những cái gì khác. Cho nên là cũng chỉ chuẩn bị được như thế này mà thôi. Và bây giờ thì tôi sẽ lệnh triệu tập cho tất cả các vong linh của cả hai tỉnh tập trung trên con sông cầu này, để rồi chúng ta sẽ thả những cái thực phẩm xuống để tiết tiệc họ, và lát nữa sẽ đưa rước họ, cả hai tỉnh, các vong linh cả hai tỉnh lên thiên để chuyển kiếp đầu thai. Tôi xin nói lại về cái mạng gia tiên này. Vong linh này ở của mạng gia tiên là những người chết trận thời phong kiến, đó là lực lượng nhiều nhất. Sau đó đến các vong nhi, những người chết chưa đến số trong các dòng họ. Các bạn hiểu không ạ? Lực lượng chính của chúng ta đó là những người chết về trận mạc thời phong kiến. Đó cũng chính là vì sao tôi gọi là gia tiên, vì đó cũng chính là gia tiên của các dòng họ, những người đã hy sinh, những người đã nằm xuống cho cái nền độc lập này. Bây giờ tôi sẽ triệu tập, lệnh cho tứ đại hộ pháp, thập nhị tướng quân, tứ đại thiên vương cùng anh hùng áo vải đề thám, cùng với 50.000 thiên binh quy tụ tất cả vong linh chết trận, chết chưa đến số, các vong nhi của cả hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh tập trung trên mặt con sông cầu để tiết tiệc, cũng như là chuẩn bị lên thiên chuyển kiếp đầu thai. Thực sự thưa các bạn, tôi đã nhìn thấy họ đã ở hết con sông này rồi. Họ đã ở hết con sông này từ hôm nay, từ ban ngày rồi. Họ đã tập trung ở đây sẵn cả rồi. Và tôi cũng đã nhìn thấy cái sự hò reo của những đứa trẻ trên mặt sông. Họ đi trên mặt sông như thế này rất đơn giản. Và tôi nhìn thấy những cụ già chống gậy móm mém. Những cụ già chống gậy móm mém, cười rất là tươi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra sự có mặt của họ. Rất tuyệt vời, thưa các bạn. Ôi, cẩn thận. Rất tuyệt vời, thưa các bạn. Đây là sự có mặt của tôi. Đây là sự có mặt của tôi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau thả hoa đăng để thiết tiệt các vong linh của hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Rồi, thả đi em ơi. Bật gì? Bật cái loa. Đang bật mà. Thế sông trời có vô lượng ứng hàng trời rộng quý. Một con thuyền rất to đang đi qua. Vâng. Và coi nữa phương ra cũng đến hồi hộp nơi cung trời đao lời như là trời tứ thiên vương trời đao lời trời tu diệm ma trời đâu cứng đào. Trời hoa làng, trời tha hóa, trời thư tài, trời phàm chúng, trời phàm phu, trời đại phàm, trời tiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời tiểu tình. Có nhìn gì không? Trời vô lượng tinh, trời biến tinh, trời người ta thả neo rồi em. Trời phương ai, trời quang quang. Thôi em cứ quay đi. Thả xuống. Trời vô lượng nghiêm chứng, trời nghiêm chứng quá tiền. Trời vô thôi được rồi. Trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời tí nữa nó xuống. Sáng cơ cánh trời mà hè thú la cho đến trời. Thưa các bạn, đây là lần đầu tiên chúng ta làm ở trên một cái không gian như thế này, cho nên cũng có nhiều cái bỡ ngỡ. Và chúng ta cứ làm bằng cái tâm của chính chúng ta. Và cái quan trọng nhất là họ được lên thiên để chuyển kiếp. Đấy mới là điều quan trọng. Thực sự là vợ chồng thầy trò cũng rất là bỡ ngỡ trong cái việc này. Rất là bỡ ngỡ. Thần núi thần đấng thần sông chằm thần lúa mà thần chú ngày thần chú đêm thần hư không thần trên trời thần chú ăn. Đấy, chị đẩy ra ngoài giúp cây có cán vị thần như thế
sóng nó đang đánh vào bờ cho nên là nó sẽ vào bờ. Rồi ta thả nốt này đi xong rồi đốt nến tiếp. Đường qua phá khởi bây giờ đứng tinh ca mâu ni Phật bao ngày văn thù chư lại Pháp Vương Tứ Đại Bồ Tát rằng ông xem coi tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rộng quý thần. Đó ở trong thế giới này cùng thế giới tại cung trời nào lại như thế, ông có biết cho bao nhiêu chăng? Thưa các bạn, trong lúc chờ đợi tôi xuất thuần nhiều. Thưa các bạn, bây giờ trong lúc vừa làm vừa thả thực phẩm xuống dưới, tôi sẽ xuất thuần nhìn một chút xem không gian tổng thể ở đây là như thế nào. Đúng là nó sáng rực cả một dòng sông. Và đây là một ngày hội của hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Thưa các bạn, tay tôi lại sởn gai ốc lên rồi. Cứ mỗi lần như thế này là tay tôi nó sởn hết cả gai ốc. Sáng rực cả một dòng sông cầu. Và các vong linh tập trung ở đây rất đông, cả người dân, cả lính ngày xưa, cả vong nhi, cả các cụ già rất là vui. Đây là một ngày hội, thưa các bạn, đây là một ngày hội rất tuyệt vời. Để chị Thảo giúp, may quá có sự hỗ trợ của anh chị ở đây. Trong đời sau giàu nghe lời thanh thân của Như Lai. Nhưng chẳng là hình như là cái cam nó bị mờ đi đấy em ạ. Nó bị mờ đi, đúng không? Bị mờ đi. Thưa các bạn, năng lượng âm đang tập trung ở cái dòng sông này là rất lớn, cho nên cái cam của chúng ta đang bị mờ đi. Em quay xa xa ra để cho mọi người, những người có năng lực tâm linh người ta nhìn. Quay xa xa trên dòng sông em ạ. Đấy. Thưa các bạn, khi tôi xuất hồn thì tôi nhìn thấy nó sáng rực cả một cái dòng sông này. Và các vong linh đang chảy hội ở đây. Cũng phải giải thích với các bạn như thế này. Thực ra cái này tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi. Khi chúng ta sắp lễ thì cái tâm của chúng ta bao rộng bao nhiêu thì cái sự nhân nó lên, nhân bản cái lượng gọi là lễ thực phẩm hay là những cái đồ lễ nó sẽ nhân lên rất là nhiều lần. Đây là một tình huống nó khá là hồi hộp, nó cũng khá là bỡ ngỡ cho thầy trò. Tại vì thực ra cái hành động quy tụ các vong linh trên một dòng sông như thế này thì tôi chưa làm bao giờ cả. Nhưng hôm qua nhận được cái vợ đây, thưa các bạn, cái cam của chúng ta đang bị mờ đi. Mờ rất nhiều luôn. Bay rất nhiều luôn. Nó bị mờ đi rất nhiều. Thưa các bạn, đây cũng là cái lần đầu tiên mà có cái sự tương tác giữa Trần với tức là Trần với âm, những người âm với lại vợ chồng tôi là rất cụ thể. Và hôm nay tôi làm việc này, tôi xin nhắc lại là nó sẽ còn nhiều những cái thiếu sót vì nó là cái lần đầu tiên mà tôi vợ chồng thầy trò làm cái hành động này trên cái không gian này. Và thưa các bạn, để tri ân với các vong linh đã nằm xuống vì đất nước này, vì dân tộc này, chúng ta lại mở lại một ca khúc để ca ngợi cái sự hào hùng, cái sự hy sinh và cái sự cống hiến của đến cả tính mạng của mình cho đất nước này. Và cũng là để nhắc
cho giới trẻ hiểu hơn, biết hơn về sự hy sinh này và một đất nước tươi đẹp đang song hành cùng với con người Trần này nó phải trả giá như thế nào. Mời các bạn chúng ta cùng nghe bài hát Hào khí Việt Nam. Đây cũng là một bài hát mà có nhiều bạn comment và nhắn tin nói là đây là bài hát rất nhiều người biết đến và nó thể hiện được nhiều hơn cái tính dân tộc thông qua bài hát này. Cho nên hôm nay tôi mở bài hát này. Mời các vong linh cùng nghe. Việt Nam ơi giống hùng thiêng ngàn năm lưu danh sự sánh, mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha dựng xây giữ yên bờ cõi, để tương lai con cháu cùng hoàn ca đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Tình lý Trần Lê ơi nguyện xin khắc ghi đời đời, xương máu dòng tên ơi còn đầy kiên trung bất khuất như sóng. Một không khí rất tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên nhưng tôi cảm thấy sự tuyệt vời trong cái khung cảnh này, hoàn cảnh này và không gian này. Chiều Tây Sơn áo bạc vai dừng tiếng sắc son thề ước, thành Thăng Long mãi còn bay xa thời gian qua thăm hoài hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tất nhiên thiên thư còn đó giặc bao phen. Trên màn hình là xuất hiện rất nhiều đốm rất lạ thưa các bạn. Nước ngoan cường một dải gân hoa. Sông hát hồn thiên ơi, ngàn sao cháu con đi lao. Sông lớn Bạch Đằng giang ơi, vui thấy bác quân sớm lớn. Lớp lớp người chung tay, dựng xây gấm son sàn hà. Cho nước Việt Nam ta, ngàn đời ngút cao hùng thiên. Thưa các bạn, dòng sông này cũng giống như rất nhiều dòng sông trên toàn đất nước, nó đã ghi đậm dấu ấn lịch sử, nó ghi đậm những cái dấu ấn của những cuộc chiến tranh của thời phong kiến, để rồi chúng ta ngày hôm nay sống trong hòa bình, sống trong nền độc lập này.
chúng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh cả tính mạng của mình, hy sinh những giấc mơ, những ước mơ, những hoài bão của mình cho đất nước. Và để rồi ngày hôm nay chúng ta thấy nhìn thấy đất nước đang phát triển từng ngày, âm phần đang tốt lên thì đất nước phát triển từng ngày. Và mọi sự về diễn biến về kinh tế, chính trị, xã hội đang phát triển rất rõ và nhìn thấy. Các chỉ số về kinh tế của chúng ta đang là cái mà mọi người đang rất hồ hởi và quan tâm. Đó là sự phát triển của tâm linh dẫn đến sự phát triển của, cũng như sự dẫn dắt tài tình của Đảng và Nhà nước dẫn đến cái sự phát triển của đất nước Việt Nam, nó là vượt trội. Và đấy là một cái điều rất tự hào. Và thưa các bạn, để trước khi đưa các vong linh lên thiên, tôi nhìn lại không gian một chút và cho tôi xin tri ân tất cả những người đã nằm xuống vì đất nước này. Bây giờ tôi sẽ nhìn xem không khí của dòng sông Cầu này như thế nào. Thưa các bạn, họ cũng cúi đầu tạ lễ với tôi. Họ đứng thành hàng. Ở giữa này là khoảng trống. Chỗ thuyền của chúng ta là khoảng trống. Còn ở hai bên này, nó giống như hai đạo quân. Hai đạo quân. Còn lại người già và trẻ nhỏ thì đứng ở đằng trước. Còn những người đằng sau là gươm giáo trùng trùng. Rất tuyệt vời. Không gian rất tuyệt vời, thưa các bạn. Tôi xin nhắc lại. Tôi xin tri ân với những người đã nằm xuống vì đất nước này. Một lần nữa. Còn bây giờ, thưa các bạn, đã đến giờ, đã đến cái thời khắc mà các vong linh đã tồn tại suốt hàng trăm năm, vài trăm năm trên đất nước này mong chờ, đó là đưa họ lên con tàu cuối cùng của cõi này lên thiên để chuyển kiếp đầu thai. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 50.000 thiên binh đưa toàn bộ vong linh của toàn bộ vong linh nhi và vong linh của những người già chết chưa đến số của toàn tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang lên thiên để chuyển kiếp đầu thai. Chúng ta cùng kiểm tra. Có lẽ tôi phải tách. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 50.000 thiên binh đưa toàn bộ các vong nhi của cả hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh lên thiên để chuyển kiếp đầu thai. Chúng ta cùng nhau kiểm tra tốp thứ nhất. Các vong nhi thì bao giờ cũng nhanh nhẹn. Bây giờ chúng ta sẽ đưa tiếp tốp thứ hai. Lệnh cho thập nhị tướng quân cùng 20.000 thiên binh đưa rước toàn bộ các vong linh của các dòng họ, những người chết chưa đến số, những người có mong muốn để chuyển kiếp của cả hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh lên thiên để chuyển kiếp đầu thai. Tôi xin nói lại, trong cái lệnh này có những cái vong linh bị bắt làm âm binh thì cũng đã được giải phóng để đưa lên thiên chuyển kiếp. Chúng ta cùng nhau kiểm tra lệnh của tốp thứ hai. Được rồi, thưa các bạn, đây là vẫn còn có những người muốn ở lại. Và bây giờ là tốp cuối cùng, tốp những người đã nằm xuống vì đất nước. Tôi xin cúi đầu tri ân và lệnh cho tứ đại thiên vương cùng 50.000 thiên binh đưa rước toàn bộ các vong linh lên thiên để chuyển kiếp đầu thai. Ui. Hai bên này hút một cái sạch cả con sông. Rất tuyệt vời. Chúng ta cùng nhau kiểm tra tốp cuối cùng.
Tôi nhìn lại xem có cái gì mà còn chưa hết, chưa lên hết. Rất nhiều vong linh nhắn nhủ khi đến các tỉnh khác, và các tỉnh rất nhiều, tất cả các tỉnh hầu hết đều có những người chết vì chiến tranh. Họ muốn nghe những bài hát thời bình bây giờ, những bài hát ca ngợi công ơn của họ. Đó là những bài hát ví dụ như Hào Khí Việt Nam, ví dụ như Con Rồng Cháu Tiên, tức là những cái bài hát viết về thời phong kiến của chúng ta. Tôi hứa với các vong linh, tôi sẽ làm điều đó. Thực sự họ rất muốn mọi người ghi ơn, ghi công họ, vì họ đã nằm xuống không vô ích cho cái nền độc lập này. Vẫn chưa được. Lực lượng này khá đông, khá đông. Chúng ta đợi một lát. Thưa các bạn, cây cầu Như Nguyệt này, con sông cầu này cũng đã chứng kiến rất nhiều những cuộc chiến thời phong kiến, chứng kiến rất nhiều. Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra lại. Tôi xin nói lại điều này, đây là kiểm tra để cho lên hết, chứ không phải kiểm tra lệnh bắt thần hay bắt tà, cho nên kiểm tra đến khi nào được thì thôi. Ca cơ xuất hiện. Bây giờ thì tôi có thể nói lời chúc mừng nhân dân tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang. Xin chúc mừng nhân dân hai tỉnh vì âm phần đã được làm sạch. Và từ nay, kinh tế, chính trị và quân sự của đất nước, cũng là kinh tế chính trị của cả hai tỉnh này, sẽ phát triển, thúc đẩy cho toàn bộ đất nước phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại ở tỉnh Lạng Sơn.